Mọi người trở lại với kênh Kỹ thuật phần cứng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách test bo co áp của LCD. Trên tay mình là một cái bo nguồn và cao áp LCD 4 bóng. Dắt nguồn, dắt bóng cao áp 1, 2, 3, 4 bóng. Bo này thì nó bao gồm nguồn và 4 bóng đèn cao áp. Ở đây thì mình đồ nghề mình cần thiết đó là một cái đồng hồ kim, đồng hồ cơ khí ha, và 4 bóng đèn cao áp, 1, 2, 3, 4 bóng. Rồi, nguồn 220. Thì để kiểm tra nguồn và cao áp này thì chúng ta cần phải là cắm 4 cái bóng cao áp này vào. Đo nhân 1. Que đỏ để mát, que đen chúng ta kích vào một trong hai đường từ bo tín hiệu đưa qua bo cao áp. Ở đây có hai đường đây, dắt này dắt kết nối với bo tín hiệu, nó có hai đường, hai đường dắt qua bên bo cao áp thì ta kích vào một trong hai đường, một đường này bóng cao áp sáng lên thì này chứng tỏ là bo cao áp này hoạt động tốt. Đây, ta kích ở đây cũng vậy, một trong hai đường. Thì nếu mà chúng ta chỉ cắm bóng cao áp vào mà chúng ta không dùng cái lệnh 3V3 lấy từ nguồn pin của đồng hồ ta kích thì bóng cao áp sẽ không sáng, bởi vì cái bo cao áp này nó đợi cái lệnh kích, lệnh on off. Thì ta dùng cái nguồn pin 3V ở trong đồng hồ kim, ở cái thang đo nhân 1, que đen là dương pin và que đỏ là âm pin, ta kích vào cái bo cao áp nó hoạt động thì nó sẽ sáng đèn lên. Đó là cái cách, đây là cái cách test bo cao áp của thằng LCD. Rồi mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người cách test bo cao áp laptop ha. Thì cũng tương tự như bo cao áp LCD, thì ở đây mình dùng một cái bo cao áp laptop đa năng, có nghĩa là bo này dùng để thay thế bo cao áp laptop. Thì nó có 4 cái chân ngõ vào đó, gồm có là V-in nguồn vào, ground đất là mát, một chân on, một chân ADG. Thì dụng cụ cần thiết để test cái bo này thì cũng bao gồm một đồng hồ kim và một bóng cao áp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cấp nguồn cho cái bo cao áp laptop. Ở đây mình kẹp xấu ha, một đầu cộng một đầu trừ, kẹp vào đầu cộng đầu trừ thứ tự chân của nó đây, V-in ha, V-in ground đất là chân kế bên chân nguồn á, là chân công tắc on off. Thì mình cũng bật đồng hồ ở thang đo nhân 1, rồi cấp nguồn. Nguồn ở đây thì nó có thể lấy được từ 5V tới 28V. Ở đây mình chọn 12V để mình test. Chúng ta cấp nguồn, sau khi cấp nguồn xong thì cũng tương tự như cao áp LCD ha. Chúng ta sẽ dùng que đỏ đặt mát, còn que đen chúng ta sẽ kích vào chân on. Bóng cao áp đã sáng lên. Đây bóng cao áp đây. Kích vào chân on. Đó, bóng cao áp sáng lên.
Thì cái đây cũng là cái cách làm này cũng tương tự như cách test cái bo cao áp LCD thôi. Chúng ta sẽ mượn cái nguồn 3V trong đồng hồ á để làm cái lệnh giả cái lệnh kích để chúng ta test cái bo cao áp laptop. Rồi tương tự ha, để test cái bo cao áp đa năng một bóng thì chúng ta cũng làm cách làm tương tự ha, cấp nguồn 12V dùng một cái bóng cao áp, đồng hồ kim, thang đo nhân một, thang đo nhân một, que đỏ, đặt mát, que đen thì chúng ta kích vào cái chân on, ở đây là cái chân kế bên chân nguồn, đó. Thấy không? Bóng cao áp nó sẽ sáng lên. Rồi tương tự với bo cao áp đa năng hai bóng, ở đây ta dùng hai bóng cao áp, một bóng, hai bóng, ta cấp nguồn 12V ha, cộng trừ ha. Rồi chúng ta cũng dùng một cái đồng hồ kim, bật thang đo nhân một, que đỏ đặt mát, que đen kích chân on. Đó. Đèn cao áp sáng lên, hai bóng. Thả ra, tắt, kích lại, sáng. Đó là cách test bo cao áp đa năng hai bóng. Rồi, tương tự với bo cao áp đa năng 4 bóng ha. Đây 1 2 3 4. Chúng ta dùng một bo cao áp đa năng 4 bóng và 4 cái bóng cao áp. Rồi, cắm vào 4 ngõ. Đồng hồ kim. Bật thang đo nhân 1. Que đỏ. Đặt mát. Que đen. Kích vào chân on. Bốn cái bóng nó sáng lên, bốn bóng cao áp sáng lên. Thì để cho đỡ phiền phức dùng đồng hồ kim rồi thang đo nhân một này nọ kia phức tạp thì mọi người sẽ dùng cái tool này. Thực ra thì đây là một cái mạch in vẽ sẵn khi mà cấp nguồn vào ha. Khi mà cấp nguồn vào đó, bật nguồn lên đó, thì nó sẽ dùng một cái máy có điện trở với biến trở, nó tạo thành một cái cầu phân áp, nó chích từ cái nguồn vào 12V, nó chích ra một một lượng vừa đủ 3.3 để nó cấp cái chân on off thôi, không có vấn đề gì hết. Khi mà chúng ta cứ cấp nguồn vào, nó bật qua thì nó tự động nó cấp 3.3. Thì ở đây nó có hai cái biến trở, nếu mà chân on off với lại cái chân ADG á, một một số trường hợp thì chân ADG á với chân on off nó phải đủ 3.3 hoặc là nhích hơn chút hoặc là nhích xuống một chút, thì ta chỉnh hai cái biến trở này đối với chân on off với lại chân ADG. Một số cái cao áp thì nó chân ADG này nó bằng 3.3 nó chạy, một số trường hợp nó phải bằng không nó mới chạy, thì ta có thể chỉnh chỉnh hai cái nút này để cho nó ra cái lệnh mong muốn. Chúng ta chỉ đơn giản đối với những cái bo chợ hay là một cái số bo, ta chỉ dùng cái bo này cấp nguồn, bật nguồn lên là bóng nó chạy rồi, không cần làm vấn đề gì phức tạp hết, chỉ cần cấp nguồn, bật công tắc là có thể test được. Đó, đây bật lên đèn sáng, tắt, bật lên đèn sáng, không cần phải đồng hồ kim rồi thang đo nhân một gì hết. Cái tool nhỏ mà có vỏ này ha, chỉ đơn giản vậy thôi, cấp nguồn, bật công tắc, cấp nguồn và công tắc. Thì cái tool này nó sẽ áp dụng được, test được tất cả các bo cao áp chợ, từ một bóng, hai bóng, bốn bóng hay là bo bo led driver ha. Mình sẽ thử lại với tất cả các cái bo, đây là bốn bóng rồi, bo này hai bóng ha. Khi mà chúng ta cắm hai bóng đèn vô cái bo cao áp xong gắn vào cái bo kích này, bật công tắc, thế là đèn sáng, hai bóng cao áp, tắt, mở. Quá đơn giản, không cần cái gì phức tạp cả, không cần trình độ, chỉ cần biết thọt ngón tay vô bật on off là xong. Rồi bo một bóng ha, cấp nguồn vô, gắn bóng vô, bật công tắc, cạch, đó, sáng bóng, tắt, bật.
yêu cầu trình độ chỉ là chỉ cần có một ngón tay thôi, để công tắc vô bật tắt là coi như xong, đã test được bao qua app một bóng rồi. Luôn tiện mình cũng review luôn cái bo driverless ha, thì gọi một cách dễ hiểu nhưng mà mặc dù sai nhưng mà dễ hiểu, đó là bo cao áp led, anh em hay gọi là cao áp led á. Thật ra bo này bo led driver thì cũng tương tự vậy thôi, mình cấp nguồn vào dây tín hiệu đây, ngõ led ra, cấp vào trong đèn led của cái panel này là panel 18.5, mình bật nguồn đó. Các bạn để ý cái led ngay chỗ cái đầu dây nè, nó sáng nè đó, bật lên ha, led sáng nè. Mình ngửa cái panel lên cho mấy bạn xem đó, panel nó sáng led lên rồi nè. Tắt đèn đó, tắt led, mở đèn, sáng led. Thì cái là bo led driver led đa năng này cũng tương tự vậy thôi, thì nó cũng cấp nguồn vô, cấp đường on off. Còn mấy cái đầu ra này thì mình lấy cái đầu nào tương ứng với cái panel của mình thôi đó. Thì sau cái video này mình sẽ làm một cái video là độ led driver cho một cái màn hình bị hư bo led driver ha. Nhưng đây thì mình cũng trả lời luôn một thắc mắc của một số bạn á, hỏi làm cách nào để test một cái bóng cao áp. Thì đây là cái bóng cao áp rời ha, bóng cao áp mới rời ha. Thì mình cũng làm tương tự thôi, mình dùng cái bo cao áp một bóng, một cái bo kích, rồi một cái cọng dây dắt cắm cao áp á. Thì ở đây mình chế cái kẹp xấu hai đầu, mình kẹp vào hai đầu bóng ha. Sau khi mình kẹp vào hai đầu bóng, mình chỉ cần bật bóng đèn lên đó, bóng cao áp sáng, vậy là ok rồi, tắt. Nếu mà các bạn mà nghĩ suy nghĩ đừng có gì suy nghĩ phức tạp á, thì cái thực ra cái bóng cao áp này nó là một cái bóng đèn tiếp thôi, cái đèn tiếp mà giống như đèn 6 tấc thước 2 của mình á. Còn bo cao áp này chính là cái tăng phô điện tử thôi, khi mình cấp nguồn vào mình bật công tắc thì nó sáng thôi. Ở đây thì tăng phô ok, đèn ok đó, rồi đó mình chế kẹp 6 kẹp hai đầu ha, rồi đó bóng ok. Mình tắt đèn luôn rồi, bật lên đó, sáng chói chang. Nếu có lỡ cúp điện thì dùng cái bình 12V hay là cái cục pin 12V gì đó, lấy cái bóng này ra thắp cũng được, sáng chói chang ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi.